người phụ nữ từ vùng dịch Kea cư Hàn Quốc về thăm mẹ, ở Cà Mau đã đi khỏi nơi lưu trú sau nhiều lần được vận động đi cách ly. Chiều 29 tháng 2, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã có báo cáo về việc người phụ nữ từ vùng dịch Kea cư Hàn Quốc về địa phương đã đi khỏi nơi cư trú. Theo đó, vào ngày 25 tháng 2, bà VTH, 32 tuổi đi từ sân bay Incheon, Hàn Quốc về sân bay Cần Thơ. Sau khi đến nơi, bà H đã thuê xe về nhà mẹ ruột là bà Anteu, ngụ ấp Tân Thành, xã Phong Lạc. Khi bà H đến nhà mẹ ruột thì ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra, nắm thông tin và khám sức khỏe vào khoảng 16 giờ 30 phút. Tại đây, sức khỏe người phụ nữ trên ổn định, không ho, không sốt, không bị khó thở. Từ đó, ngành chức năng yêu cầu người phụ nữ trên cách ly tại gia đình trong 14 ngày. Ngày 26 tháng 2, sau khi tiếp tục được thăm khám sức khỏe, bà H vẫn bình thường. Ngày 27 tháng 2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện về việc đưa người Việt Nam trở về từ vùng dịch Hàn Quốc cách ly tập trung, khoảng 12 giờ cùng ngày, tổ công tác Ủy ban Nhân dân xã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện vận động và tuyên truyền bà H đi cách ly tập trung ở trường quân sự tỉnh Cà Mau. Lúc này, bà H đã đồng ý đi cách ly theo quy định của nhà nước. Hình minh họa vùng dịch đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi lực lượng chức năng vận động bà H đi cách ly tập trung thì bà H đã thay đổi ý kiến do những người nhậu cùng tác động. Nhận thấy công tác tuyên truyền không hiệu quả, nên lực lượng báo cáo sự việc lên cấp trên để lên kế hoạch đưa bà H đi cách ly tập trung, đồng thời cử lực lượng canh giữ tại nhà mẹ ruột của bà H. Đến ngày 28 tháng 2, đoàn công tác đến nhà bà U, mẹ ruột người phụ nữ trên, thì bà cho biết con gái đã được nhóm bạn đón đi bằng ô tô 7 chỗ, không rõ biển số. Lúc đi, nghe bà H nói đi qua Kiên Giang chơi. Video liên quan, lúc đi H chỉ nói đi Kiên Giang chơi, không rõ là đi địa điểm nào. Tổ công tác liên hệ với số điện thoại bà H do người nhà cung cấp nhưng không được, trích báo cáo Ủy ban Nhân dân xã Phong Lạc. Khoảng 21 giờ 30 phút, đoàn công tác đến nhà vận động đưa bà H đi cách ly thì bà U cho biết con gái gọi điện thông tin đã về đến Hàn Quốc và được chồng, con ra đón. Liên quan đến vụ việc trên, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa có ý kiến chỉ đạo đình chỉ công tác hai cán bộ, công chức chính quyền cơ sở để làm rõ trách nhiệm. Theo đó, hai cán bộ bị đình chỉ trong thời hạn 7 ngày là ông Nguyễn Văn Hiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Lạc và bác sĩ Nguyễn Anh Triều, trưởng trạm y tế xã Phong Lạc. Theo băng thanh trên trí thức trẻ Let's Blog X, Oi.